ơi, hôm nay giới thiệu với mọi người series giá rẻ cho anh chị nào mà không có điều kiện nuôi nhé. Rất là ham đồ luôn, cực kỳ ham đồ. Mà đàn này ấy thì con nào cũng gầm đen xì luôn. Người thấy đánh đu không? Đi thêm nữa này. Mà lông cực kỳ sát luôn nhá, như pít bùn ấy. Màu mảng thì mấy con nào đu rông là đu rông đậm tịt luôn. Con nào đỏ đen thì gầm đen, lưng đỏ. Đây, mọi người xem này. Màu mảng nó kiểu nó rõ ràng ấy. Cảm giác con đấy thì như con cái đấy nhá. Cái mà hăng. Cái đàn này ấy, thì là bên em sẽ có giảm giá một chút cho mọi người. Không phải một chút đâu mà một chút to to, nhiều cho mọi người. Nhiều chút. Tại vì cái đàn này là anh ấy là bắt một con cái ở bên em, sau đấy thì gửi lên cho em phối giống. Mà anh ấy là chưa có kinh nghiệm nuôi ấy mọi người. Nên là không tẩy giun đúng kỳ này. Có thể là anh ấy tẩy giun đúng kỳ, tại vì bên em cũng ở gần mà, nên là bên em tư vấn thời gian các thứ. Nhưng mà có thể là anh ấy không đúng liều lượng với cả cái vấn đề ăn uống ấy. Em thấy là anh ấy chỉ cho ăn cơm, toàn cơm không thôi, cháo không thôi. Nên nó không đầy đủ chất, nó không phát triển hết thể trạng của nó được ấy. Đến tuổi thôi nhá, đến tuổi nhá, con này là tầm 70 ngày, 70-75 ngày này. Đấy, lông sát sàn sạt luôn này. Nhưng mà dạng như là, ban đầu khi mà bắt đầu ăn dặm rồi, anh nhiều khi anh không để ý hết, hoặc là anh không cho ăn chuẩn, hoặc là không cho ăn đủ ấy. Thế là nhìn đấy, khi mà bộ lông của nó bắt đầu sát với cái bóng rồi thì cái khung gọng của nó không phát triển theo kịp ấy. Anh ấy bảo em là trong đàn thì có 4 con to, 4 con nhỏ ấy. Nên là 4 con to nó ăn chanh hết của bọn 4 con nhỏ. Thì em bảo anh ấy là tách riêng ra, nhưng mà anh ấy bảo anh cũng không có thời gian để tách luôn. Anh vừa thích nuôi nhưng mà đặc thù công việc của anh đi làm ca không hết được ấy. Như cái đàn này là anh ấy còn nuôi ở anh ở Bồ Đề, trong khu dân cư ấy. Anh không kích một tí thần kinh nào mọi người nhá, tại vì anh ấy sợ nó sủa. Hàng xóm nó kêu, người ta kêu. Mà thần kinh nó còn như này đây. Đây, mà mọi người xem thần kinh không? Cắn cả chùm luôn. Giá cực rẻ cho mọi người luôn nhá. Anh chị nào muốn nuôi trải nghiệm. Mà mọi người yên tâm là cái con chó nó không gọng như thế này ấy, về mình chăm được cho nó ấy, thì nó sẽ vẫn phát triển bình thường mọi người nhá. Nó theo gen con bố con mẹ mà. Mẹ nó là cháu của con Bunker đấy, Bunker 48 cân đấy. À, mẹ là con gái của Bunker 48 cân. Bọn này nó là cháu Bunker. Nên mọi người yên tâm là khung gọng sẽ to. Chứ không, nó cũng mọi người về chăm ấy, nó sẽ không bé đâu. Bây giờ để quay video từng con cho mọi người dễ lựa chọn nhé. Xin chào mọi người ạ.